Trong các đợt dịch trước đây, Hưng Yên có một số bệnh nhân mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi. Đến nay trở lại cuộc sống bình thường, COVID-19 lại đưa mỗi người đến một hoàn cảnh, tinh thần sống mới rất khác nhau. Đây là bệnh nhân 219 ở thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, được ghi nhận ngày 2 tháng 4 năm 2020. Trở lại cuộc sống bình thường, hàng ngày bà Trơn tiếp tục đi làm tại công ty gần nhà, rồi trở về chăm sóc mẹ chồng 89 tuổi, vốn là bệnh nhân cao tuổi nhất mắc COVID-19 trong đợt dịch đầu tiên. Trải qua 60 năm cuộc đời, lần đối diện với bệnh COVID-19 là hoàn cảnh khắc nghiệt nhất mà bà Trơn trải qua. Chính thức được báo là tôi là dương tính. Thực sự lúc đấy là tất cả tâm trạng của tôi là sụp đổ hết. Để cho chiến thắng được cái bệnh COVID này, thứ nhất là tư tưởng quan trọng nhất. Mình phải tin các bác sĩ, tin vào các đồng chí áo trắng. Điều thứ hai là mình tự bản thân mình phải vươn lên và vượt lên. Chiến thắng bệnh dịch nguy hiểm, trở về cuộc sống đời thường, bệnh nhân 219 có tinh thần sống tích cực hơn, thường xuyên tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch, sẵn sàng hiến huyết tương, tặng 30 bộ quần áo bảo hộ cho trạm y tế xã, đóng góp nửa tháng lương cho quỹ phòng chống dịch. Còn đây là bệnh nhân 2062 ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, được ghi nhận ngày 9 tháng 2 năm 2021. Gian hàng này trước đây nườm nượp khách, nhưng nay hầu như cả ngày không có người đến mua, nhiều loại hàng hóa sắp hết hạn sử dụng. Với người phụ nữ 69 tuổi này, cuộc sống hậu COVID-19 còn không ít khó khăn phải vượt qua do chưa nhận được nhiều sự cảm thông chia sẻ của cộng đồng. Tôi có khuyên cho tất cả mọi người không ai mắc vào cái dịch này nữa. Nhìn thấy cái dịch này mà lên mới tự mình mà phòng chống. Dù bất cứ lý do gì, bị mắc COVID-19 là điều không ai mong muốn. Vì vậy rất cần sự cảm thông, sẻ chia của cộng đồng đối với các bệnh nhân COVID-19. Và trên hết, mỗi người hãy tự bảo vệ chính mình bằng cách thực hiện nghiêm thông điệp 5K để không bị mắc bệnh, không phải đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn.